Cứu tôi. Cứu tôi không? Cứu tôi rồi. Đó có nữa đó. Bả luôn hả? Bả rồi. Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay mình ra ruộng bỏ vụ để mình đào chuột. Kiếm chuột mỡ về. Chào cả nhà luôn nha. Bữa nay đi đào chuột lâu quá rồi, tôi không có đi đào chuột. Mới vô hàng đầu tiên rồi. Chừng ngút mà mở hàng được con chuột đực rồi. Chuột này bữa nay chắc mập nè. Thấy nó mình nó cũng trắng im quá. Tới nữa không? Còn hang nào đi tới nữa không? Hang nó thấy cũ quá chú Sang. Rồi kia nó mới mập nè cho bà con. Kiếm hang nào mới mới quấn bóng rồi lụm. Anh sang chưa sang 1, 2, 3 lụm. 1, 2, 3, đây. Đây, 2. Dính này, dính con, dính con, còn con nữa. Còn con dưới đó luôn. Còn con dưới đó luôn. Dỡ cái lan la. Xeo cục đất đó là có nó đó. Đó, con chạy qua đó rồi đó. Đó, này. Hai chục. Các bà chỉ có hai con nó đục chùm cái cục đất đó. Bây giờ nước ngập rồi. Mấy cái hàng này để cũng như là cắt kê với nhau đó. Bởi vì nó bắt mau. Mới vừa cái ấy sắn con len gì chạy rồi cái dạng đó giờ nó vô đường cùng nó ở bạ không ừ. Đó vậy là con mọc á, tỷ có hang là có đó chứ sao, có hang là lụm mà tại này máy sới nó chạy cỡ cắn cái vách rồi nè, cho nên cái nó sẽ hang nó bị quýt lại. Sao em cùng hả? Hàng lạ. Rồi rồi. Hàng lạ là biết rồi hả? Nghe nói hàng lạ là biết rồi rồi. Hàng con ếch. Xuất hiện gì? Mình có cái gì không? Thôi bỏ vô trong cái xà di đi. Ừ. Cầm. Cầm chưa? Thấy cái chắc ở trên nha chú Sang. Cột cái trên chưa chắc đó chú Sang ơi. Hai nước đục ngầu. Con ếch chà bá lửa. Dễ quá. Ê, coi chỗ hang này nha. Hang đó đó. Có chỗ cái mà. Hai hang luôn, tới kia luôn. Thấy kéo xịn vô luôn đó. Đó, đi tới nữa đó, còn hang tới nữa đó. Phải không? Thấy lú đậu không? Đó. Hai ba ngã được kịch. Còn hang tới nữa đó chú Sang. Đó. Cũng rồi, trở lại cái hang của em á. Đánh lừa, nó đánh lừa hay lắm. Đó, chuột.
một con. Đâu? Để nè, 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 đó. Rồi qua bên kia ông Sang ơi. Đây nè. Ông chụp không? Đây nè. Bên đây nè. Đó, coi vô hang này coi nè. Hang đó đó. Hai con. Nó chạy lạc xạ chân. Chú Sang giờ mấy bên kia không thấy con mình đây. Sợ hang này nè chú Sang ơi. Nghe tại chú á. Lấy cái đèn lại mới được. Ừ. Để nó ụt đó. Đó, hai con đó đó. Đi đi, tôi cắm. Còn không Út? Còn thì bắt đó đi. Quên nữa ông Sang ơi, ông lại ông nhém giùm hai cái hang đó giùm cái đi. Nó chạy uổng. Lúc cái đít phải không? Trời, lúc cái đầu mà lúc cái đít. Hết rồi, hết chưa? Đâu, đâu? Đó, 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 đó. Đi đó. Đó, đó. À, ôi, nhiều lắm rồi Minh ơi. Dạ. Nhiều lắm con ơi. Đó, một con. Còn nữa kìa. Ê, đừng. Lưới này cũng bự mà vô đó. Ừ, còn đuôi, đuôi bọc đi. Đó, hai con nữa kìa. Chỗ thằng này sao nó không ra? Kìa, chơi lên nữa kìa, còn nữa kìa. Còn nữa. Còn lú đầu ở đây nè, vô mất. Đó, đang lú đầu đó, thập thò đó. Đó. Lấy rộng đi. Trời, hai ba đuôi nữa kìa. Đâu đâu? Trời ơi, nhờ. Hai đuôi. Dòm nó ghê. Bự, bự. Dòm nó ghê luôn cái nhờ. Cái nhờ ơi. Rồi, coi sẽ sang chụp con kia. Đó, cái con. Đó, đó, chưa sao ra, kìa. Chưa ra kìa. Lụm nó luôn. Cho nó ra đi. Đó. Ủa, lú đuôi mà vẫn lúc. Đó, đó, hai ba đuôi đó. Ê. Đó. Còn nữa. Còn nữa. Còn nữa. Đó, thật đó. Đâu rồi? Ê, 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 ê. Ôi, chắc. Còn nữa hả? Ê, đó. Ê, xa. Đây nè. Những thằng gì sao? Bậy làm dữ vậy ta? Còn đằng đó, cái hang đó không chịu nhắm lợn hồi chắc đi quá. Hết rồi gì rồi con ơi? Ê, còn đó. Hết rồi. Đó, cho lú đầu chạy. Chớp, chớp. Chính. Lỡ dưới giò kìa, nghe chân ngọn luôn. Đó, đó, đó. Hay quá. Vậy là nó ra có hai con chắc hết rồi đó. Mà để coi. Cũng chưa biết. Nó bị gì vậy? Chuột gom mà kiến nó cũng gom nữa cả nhà ơi. Chứ không phải mà chuột nó gom mà kiến không gom đâu. Đó lú đầu nữa. Lú đầu nữa Minh ơi. Rồi. Đó. Coi còn nào nữa không? Còn nữa. Đó lũ đầu quanh đây rồi đó. Hai con. Đảo chén con chuột luôn. Hết rồi.
Rồi. Giải nha. Ờ rồi đi có một chút xíu mà quá xá luôn rồi cả nhà ơi. Vậy. Chỗ đó coi chừng nó có đi tới không đó nha. Đó đó chạy ra đó. Hay quá. Có còn cái hang đi tới không? Hình như là có hang là có chỗ rồi. Bà Út ra Út rồi. Đúng. Đúng. Đó nó quay trở lại. Ừ chỗ đó đó. Vậy là nó còn đi tới nữa đó. Chạy rồi. Con kiến nữa. Có sao? Kỳ vậy. Còn quá trời hang rồi. Coi chừng chỗ hang đó đó. Ê kìa, chó lớn. Chạy nha con. Chạy đâu cho khó. Ê, con kìa, con rú đầu. Ừ, đó đó. Đó, rú đầu đó luôn Minh ơi. Hình như rú đầu mà rú đuôi nữa gì đó con. Không qua bãi luôn. Nó ra nó cứ sang nước xì á. Đứng đầu. Ta đang lúc mà ta trốn mà con. Trốn gì thoát được. Đó đó Minh ơi đó cái đuôi đó con chạy đi cho ta chụp đó chụp đi đây. còn đó con bự nha. Ê ôi con đó mới bự đó vô nút nó ngay cái hàm mà. Ôi con này nó mập kìa. Thôi dở coi len coi còn con nào không. Kìa. Ừ, dính rồi. Đã cãi hoài. Anh đã nhìn thấy rồi. Anh bỏ vô mà anh ham quá anh chạy đi luôn. Chạy hả? Thấy chưa em? Khốt hả? Bỏ cái hang này ra. Nhém đó đúng không? Là hồi nãy là anh chuột vô hang đó phải không? Ừ. Chắc không? Hồi nãy anh chạy ra rồi. Đó. Từ từ sang chết rồi. Chết. Vô nữa rồi. Đâu? Đâu thấy đâu con? Đây nè, đây nè, chỗ ngút dưới giỏ đó, đó. 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 Giác này chê. Cả nhà ơi, vậy trên chút nữa ăn chục nhỏ, chục bự cái chê. Ngắt tờ vậy đó. Để giờ mặt máy bắt chục bự không ha. Để chút nữa là dưỡng út mà gấp chục nhỏ là la dưỡng út liền. Để cho bắt quá nhỏ đi. Tha luôn hả? Ủa coi chừng chỗ khác không? Tốt. Anh ba anh làm có sai hiện tượng không? Rõ ràng chút nữa cũng vấn. Đây. Đó. Quá. Ừ. Chết xỉu luôn rồi. Chỗ đó đó. Sao con? Sao? Thôi, còn nhóc khang trời. Bây giờ yêu cầu là chỉ bóng là được rồi. Có hang là có chuột. Có hang là có chuột.
Ủa uống dữ lắm không? Đâu uống. Ủa uống quá chà. Quá hả? Đâu. Dữ lắm luôn hả? Đó mà. Đúng lắm. Đâu rồi. Kìa thấy anh kìa. Dỡ cục đất lên. Đó vậy cho mình một người đi cũng người canh mới được. Rút nữa rồi. Nó còn đi tới nữa con ơi. Nè thấy à kìa, nó chạy qua đàn á, đây ngay đây nè. Chạy qua ngã đàn lấy cái sợi dây coi, lấy cái sợi dây coi. Mà nó chạy gì đâu, có cái lỗ đó chú xe. Ừ. Nó chạy thấy ghê lắm, xe tăng chạy qua. Đó đây nè, vô ngút bình, vô mẹ đó. Ủa, còn đó, vô hang rồi. Vô hang này rồi. Đó hay vậy chú xe. Trả lại thùm lum hết trơn á. Khùng quá. Chưa đâu con ơi. Con. Nhiều lắm con ơi. Nó dội lại đó. Lên. 1 2. Vậy nó mới đã đó. Lứa này lứa vừa không, lứa giàu không. Lứa nó ngon luôn, ngon lắm. Nãy giờ được bài lứa lên, vừa ăn. Lên nữa đi. Lên, rồi anh trả lại. Trả lại, cái dè, trả lại, dè số dè cả nhà. Ồ, cả nhà thấy không? Dè trả lại. Con không đập lên. Dè lên con đâu? Thấy luôn á. Khoan, con nước đục tốt. Dở ra chú sao rồi, dạ ra coi nó có chạy không. Thấy không nít thấy sợ không? Hay quá, thấy ghê hồn luôn á. Chết đó nó thập thò vô thập thò. Đây hả? Đó, bự đó. Ở đâu ở dưới này nè. Ê, bên đây. Ồ, cái hang này gì mà nhiều dữ vậy ta? Đâu rồi anh ha? Còn đó chú Sang ơi. Đâu rồi? Tiêu rồi. Không mắc đâu. Còn chục con nữa kìa. Nó còn ở chỗ đó đó. Dỡ cái ấy lên. Còn đi rồi. Không đi mà, cha thấy rồi, nó còn quay trở lại vậy đó. Lòng không thấy gì hả? Cái vỏ này cũng như vỏ nó đi. Nó phải xác. Ba xác cả nhà. Thôi thôi. Cái này chắc nó cắn không nổi quá chứ. Không cắn mà nó kêu kêu cũng la. Thôi để ngết bắt kiên bỏ ngoài đi. Để vậy luôn đi. Chê, đó cũng được rồi. Trời ơi, cái đó con sào mặn, cái chạy đằng kia nhóc luôn. Lấy rộng lại chú xem. Trời ơi, nó nhóc con ở chân. Chuột bự nữa nha. Đó, đây nè. Nó chạy, cái bởi vậy. nó gục qua lại cái hang chú Sang đó chú Sang ơi. Đó, ừ, cái hang đó.
Ờ vậy đó mà nó bọc lên đó, tôi bảo đảm luôn đó. Xuống nước đó. Đó, đó, đó. Đó. Ta dòm ta biết. Đó. Đó. Thấy không? Con gì cha? Đâu? Có nữa gì đó. Phải không? Có nữa gì đó. Có không? Có con, có là cha mừng á. Đâu? Ôi ôi. Trời ơi. Đã. Bữa nay tôi hên lắm rồi đó. Cả nhà tôi thấy là tôi được 2 ngỡ là tôi mừng dữ lắm. Cái gì hả? Sao cũng được chân. Vô. Tôi mừng dữ lắm rồi đó. Đúng. Gánh cho anh Đồng coi coi cho anh đẹp gì đâu. Ừ khiêng vậy coi. Bây giờ mình khiêng mình vô cả nhà ơi. Cái đó đó con hạ xuống sát xuống vậy đó dễ luôn. Dựng ốc thì cầm cái cái ụ bích phải không? Rồi. Rồi, mình về cả nhà. Giờ mình cũng về tới trại của ba vợ của mình. Xà dây này thì có 2 con ếch chứ đâu 5-6 chuột vậy. 5 chuột. 2 con ếch này dữ lắm luôn. Ăn cây trước. Thêm gồng chuột nữa. Thì có bắt 6 cũng mới tới rồi. Bắt 5 nè. Bà vợ mình chắc ở trên nhà trên là chưa có xuống. Trong nhà trống. Chào cả nhà. Núp núp giòn. Núm núm giờ. Bữa nay không có bác ba vừa đi nuôi bác ba gái nhập viện ở huyện nè, tại đường lên rồi phải chở bác ba đi nhập viện. Có làm gì có lỗi sao mà núm núp cả nhà vậy? có làm gì ăn năn hối hận không? Ăn năn. Không ăn năn thì ăn bữa cuối nha. Dạ. 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 Cộng con chúng đi. Thì chuột mình sẽ lựa những cái con chuột mỡ để mình hấp cơm. Rồi cha sẽ hái mớ bông súng của ba vợ. Đặng chút xíu nữa mình bóp dập ra mình trộn gỏi. Chuột hấp cơm thì mình sẽ trộn với rau găm. Còn bông súng mình trộn gỏi riêng á. Mình ăn mình kèm theo. Ôi nó dài hơn cha nữa. Cái chiều dài của nó cao hơn ba mình nữa. Đội đạp đó đủ rồi. Thấy ông ca đó. Đi tới sao? Vì tôi nói không phải hay Vinh, tôi nhớ tên gì nè. Nhiều lắm. Lúc bên kia nữa. Súng của mình là sao chưa có bông nhiều nữa, có mà rất là ít. Này nhỏ hồi chắc khẩm sồn luôn quá cha. Thấy nhiều dữ lắm luôn á. Dài bên mấy cái mương bên kia nữa. Rồi. Hôm rồi ba đào đắp mô cho mấy cây sầu riêng. Sớm giờ mình mặn chuột cũng xong rồi. Bác Năm bắt đầu bắt cái nồi cơm lên. Thì bữa nay mình sẽ nấu bằng cái nồi gang á. Cái này nồi gang này thứ nồi gang xưa nè cả nhà. Nhưng mà con nghĩ chắc nó không có bằng quá bác Năm. Nghĩ chắc nó không bằng lúc trước, nó mỏng hơn quá. Không, cái nồi này rất dày, nồi dạ. Này bưng nặng lắm. Cái nồi gang này hồi xưa cả nhà mà con gái mới về nhà chồng á mà nấu cơm hơi dở cũng không đến nổi.
ăn vẫn ngon nữa bác Năm. Bởi vì nó không có bị khét, vì nó dày quá đó, rồi thành ra nó không có bị khét ẩu như cái nồi mỏng. Nồi mỏng là cơm chưa có chín nữa khét mẹ cái đít rồi. Hết chỗ đất rồi, để cho nó chạy đẹp chứ không hỏi đi. Này cha với bác Sáu đang lập vỏ bông súng, chúc mình bắp rồi. Cái này nè, anh quên tôi muốn ảnh là không biết mình nhổ bông súng là ở đâu. Vậy như mình rửa xanh tóc mình trơn rồi, không cắn trơn. Cắn ở trơn, không hỏi đâu có múa đành chở đâu anh. Cọc nó dài hơn cu đó anh, chứ không phải thường. Cắn nó màu lên đó sao? Năm ngàn rau găm nó bao nhiêu đây cũng rẻ chứ đâu có mắc đâu chú Sang. Cái rau găm này người ta cắt mau lắm Dũng Úc ơi, bây giờ cắt một lượt một cho nó bằng gan gì đó bác Sáu. Dạ. Cái đợt sau nó lên cái cắt cũng y gan vậy á. Thứ hai nó cắt ngàn tới dạ. Gì đó nhiều cắt lúa gì đó. Lúa vậy đó. Mãi nhiều hết sức mà bóp nó cho nó dập ra nó còn được nhiều. Mấy cài. Khui lần hai quý vị ơi. Cơm có mùi luôn. Chín rồi đó năm ơi. Là cơm có mùi là cái mùi khác hay mùi gì á bác Năm? Mùi khác cơm. Mình tính làm cái món này nó cũng nhanh lẹ mà rút cột nãy giờ là thấy hơi lâu hơn cái món xào á. Ngay cũng nói với cả nhà là đừng có thắc mắc cái vấn đề này. Thì thường thường là đó tụi tôi ở trong đồng này kia ăn chuột hấp cơm á. Thì nồi cơm nhỏ thôi, chỉ hai người ăn hà. Nhưng mà hấp cỡ khoảng chừng 10 con trở lại chứ đâu có hấp nhiều như thế này. Cái này thì cái gì là ăn dạng mình đông á. Hấp cái số nhiều mình quá. Hấp số lượng nhiều. Nó hơi lâu. Ra nó hơi lâu chút vậy đó. Cơm này chất ăn chút béo dữ à. Rồi chuẩn bị lên mình nhập tiệc bác Sáu không? Chưa rồi. Đây, hai dĩa gỏi của mình. Nãy làm sao giờ còn được có hai dĩa nhỏ xíu. Bắt lại. Mở nó mềm. Con nào nhỏ quá để nguyên con vô lúc á. Chút chấm nguyên con. Hấp cơm. Qua đây đi. Là quay lại đó, tôi ngồi đó không được. Không để ngồi mình xé rau găm lên mình để vô. Vậy ông dời ông ngồi như hồi lần đi quay. Cái mùi nó kỳ cục quá. Con ly hay sao bác Sáu? Con mặn 2 ly chứ. Mặn lắm mà. Con ly mặn lắm. Còn mà xương ca nó cũng rượu nữa. Mình xương con. Cũng không sao đâu anh. Cái hơi nồi cơm mình thấy gì mà nó nóng dữ thiệt chứ. Nóng mà chín rượu luôn. Trời lấy dục đó trời. Tôi mới rửa đem lên dục dục. Dễ cả nhà. Dễ lên. Đó giờ rồi. Quá nhiều. Thơm. Cái này thông cảm nha. Mình ăn miếng chuột nữa mình cặp thêm miếng rau găm vô. Anh nào ăn cơm? Một thượng rồi. Vậy hả? Cái này. Giờ cả nhà ơi, thì hôm nay bắt đầu mấy anh em đi bắt chuột. Rồi có mà anh Năm, anh Sáu với anh Xui. Mà cái này là cái chỗ cái dinh của anh Xui. Mình xuống đây mình mượn cái dinh của anh Xui để mình đàm màu chứ không có gì trên. Vậy là bữa nay bắt chuột nhiều nhưng mà chuột bữa nay hấp cơm. Vậy là mời cả nhà cùng dùng cơm với anh em. Chứ chuột này phải ăn mới được chứ không dùng là anh Xui anh tự à. Ăn đi không lơi ra thôi. Rồi vậy thôi. Nói nghe hay quá thì hai Xui ra mình đụp đi đi. Rồi xin kính mời cả nhà thì đây là lần đầu tiên món chuột hấp cơm của các làng quê thì cũng mời cả nhà cùng với anh em cùng nhâm nhi la rai nghe cả nhà vô
nói chung là chỗ hấp cơm là không biết dân ở đâu cũng biết, chứ dân ở đây cũng có người ăn rồi chưa. Nhưng mà nó thời cái lúc mà thời lớn mồ á là chỗ hấp cơm chuyên gia cá rồi. Hấp cơm luôn, không có gì ngọt bằng cái vụ hấp cơm cá linh cái gì chỗ cả nhà. Như lại vào cái tháng mùa nước á cha, rồi mình đi xuồng đi ghe đồ nó củi bọng rồi cũng ít đó cha, ít mà nấu lò xô được không à, mình cũng tận dụng mình nấu cái nồi cơm sẵn đó mình để vô mình hấp luôn. Chứ thêm cái nữa là gì, mình đi dân lưới dân câu chẳng đâu để mình ăn luôn, đi làm dân lưới dân câu nữa thời gian nào mà nấu, làm 2-3 món mất thời gian, nó tiện gọn, mình không có làm lu bu 2-3 món mà nó ngon. Mà anh biết không, hồi xưa mình á thì bỗng súng nhiều, bỗng liên điển nhiều, mình cũng đem cá không dân được thì con nào hấp con nấy, làm món một cái là nó xong khuyên rồi, gì trên chẳng đâu cơ để luôn à, khỏi nấu món thứ hai nữa. Vậy là ngon, ở trong là vậy là cái là cái món gì nó cũng nhiều hết trơn. Cái con lạ là anh thêm món nữa, thí dụ anh dân lưới cá linh mà chưa về anh bán đi, dính nhiều anh kho nữa anh gỡ đâu có kẹp, tranh thủ làm không có gì không kẹp bán không được. Về có vợ con bơi đi bán, bơi tới 13 tới 14 15 chổng á, tranh thủ 1-2 giờ là về. Còn nào mà nó mà mình gỡ không kẹp ruộng sao ngọt không em mà khai về đi bác con em. Bây giờ dùng chuột khắp cơm ngon thơm béo kỳ cục đó. Ngon quá, nó thơm gì đâu á, béo quá anh làm ơi, thêm hơn chú găm vô mà thợ lớp mồ á là đem đi dòng lưới dòng câu á, là cái xà là con nó dĩa đập chỗ là sơm luôn à. Thôi để tôi gấp rau găm được rồi, đừng kẹp rau găm nữa quá béo. Cũng thiết lộ với cả nhà là vì vấn đề của chỗ hấp cơm á, thì có khi cô bác hoặc là anh chị em nào chưa từng dùng qua thì chỉ nhìn thấy lần đầu thì chắc có nghĩ rằng là hấp cơm chắc ăn nó tanh lắm, nhưng mà sự thật là không bao giờ tanh, nó lại rất thơm và rất ngọt, lại nó mềm hơn là mình hấp nước mà không có cơm nữa. Nó vừa cái hòa quyện á, là cái chất ngọt của cơm với của chuột đó nó hòa lại thành nó ngọt cái diệu kỳ luôn á. Có nồi gan nữa nè. Khác không chú Sen? Đúng rồi. Không khác. Không. Ủa con thấy vậy mà nói khác không học khác. Nãy lắp đi lắp thử năm. Vậy là vô và trúng rồi. Họ ăn cơm cũng ngọt đó. Hàng lát ăn cơm cháy mà ăn cơm để ngày mai là thiêu đó. Cơm cháy là chúng đủ của ông nào ta. Cái ngày mai thiêu. Đặc biệt thì mình ăn cái món cá hay là cái gì đó hấp cơm thì chỉ ăn trong buổi thôi, chứ còn để 2 buổi thì nó sẽ thiêu cái nồi cơm của mình. Tại nước chỗ nó xuống chứ dạ. Đúng rồi, cơm chỉ ăn một buổi một thôi chứ không có để bữa khác là được. Anh biết làm mạnh mạnh bắt sắp. Mình hái dĩa mồi mình bữa này dùng đó. Gặp bữa nay thấy có ba mình hả? Không phải ấy đâu. Trời ơi bắt gì đâu mà thấy ham, phải có ăn kìa. Bắt theo mẫu không nha. Ta nói nha một chút xíu à, đầy nhóc luôn á. Trời ngộ anh. Quá trời luôn. Chọc anh mười chục nhiều. Không phải anh mười chục. Cái nồi gà cái cơm cháy nó vậy đó. Đó. Mấy gà tao bán lâu cầm lại. Anh Năm là anh canh là cơm đó. Canh là thưởng anh đó. Quá vàng mà nó thơm á. Vàng ơi cả nhà ơi, cái miếng cơm cháy này lâu quá rồi mình mới ăn lại cơm nấu bằng củi nha, chứ khoảng mấy chục năm nay rồi ăn toàn cơm nấu điện với nấu bếp ga này kia được không à. Chứ không có nấu cơm củi nữa. Cái này là cũng như là ôn lại ký ức của hồi thời trước nè. Cúp ơi coi cúp điện nó ra mà lo dạ chị là lắc khét luôn. Khét thì không có hình cháy à? Khét luôn, khét tới nắp luôn. Lâu bữa nay làm lại món này nóng nóng mà ăn cặp rau găm ngon quá. Cũng sắp ngủ lắm, món này đâu tanh. Không dạ. Mà giờ tanh không, không tanh, hấp cơm, cơm khi nào tanh hết trơn. Sao rồi? Cái hơi của cái nồi cơm mình nó kỳ ha bác Năm, không hiểu nổi. Làm như nó khử mùi sao dạ. Đâu nó lạ thiệt luôn á. Mà anh để cơm mình nó hấp cái gì nó cũng ngon rồi nó quay. Đúng rồi. Trời ơi cái da heo mà nó dai mà hấp là nó vẫn mềm dẻo luôn đó. Mà anh ăn nó cỗi á nó khác cái mùi nó bếp ga nữa. Nó ngổ đại vậy. Khác chưa? Nó cỗi nó khác. Nó ngon hơn. Ủa? Làm giờ anh em mình cũng vướng à.
Tôi nói với anh vui rồi, anh xác là ông nói cơm củi là ăn ngon. Đúng rồi, ba cháy mà có cái nồi ga này nè, chứ ông nấu ba nồi nhơn mà nóc là chịch thì nó khác. Nồi gan nó mỏng mềm, nó mỏng dễ chứ nồi đất rồi đó ha. Chứ nồi nhơn nóc nó dễ khét lắm. Nồi gan nó dày anh ơi, dày nóng khét kiểu kiểu luôn quá nó béo chấm ông chồng cái gì bằng thôi vậy chứ. Lâu lâu mới được tụt mập một lần chứ mà đâu phải khi nào nó cũng có mập đâu anh thấy sao. Nghỉ hôm gài là mình nghĩ cái là 30 đi, bữa nay là hai mấy ngày ăn cỏ là 21. Còn tôi với Dương Út với chú Sang thì đi ăn tụt mập hoài à, vì mình biết cỏ. Chỗ nào là tụt ngon là đào để đồng các ngày ơi chào ông ba ơi. Sớm giờ thì mình ăn cơm với làm xương xương với bác Năm bác Sáu cũng hết chai rượu rồi, có ông ba xuống hơi trễ giờ để mình về trước để ông ba lại cho ba vợ mình tiếp chút xíu, tiếp bác ba chút xíu. Còn bác Sáu nữa chào bác Sáu về với bác Năm về luôn rồi, lâu gặp quá. Dạ cầu chúc để lại anh Sáu anh tiếp sức khỏe nha, bữa dưới ai nữa xuống đây cái vườn mít của ba vợ của mình nè, sửa sạn nước ngập lên rồi coi cái đê bọng này kia cho ngon lành chắc không bơm ra không kìa bắt tắt tiếp á không ơi. Cả nhà cho mình xin phép kết thúc video đây, mình hẹn lại video sau nữa. Giờ về để chiều rồi chú Sang còn về nhà nữa. Rồi chào cả nhà luôn nha.